Đầu năm gặp chuyện không vui, Mỹ Tâm phải thông báo khẩn đến khán giả, cộng đồng mạng lo lắng hỏi han. Mới đây trên fanpage cá nhân của mình, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã thông báo đến khán giả thông tin quan trọng về đêm nhạc My Show 1981. Cô cho biết trong ekip làm chương trình có thành viên không may mắc Covid-19 và đang được điều trị. Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ ekip cũng như sức khỏe cá nhân mọi người, đêm nhạc của nữ ca sĩ sẽ được tạm hoãn và dời lịch về sau. Nguyên văn chia sẻ trên fanpage cá nhân của Mỹ Tâm thông báo về việc rời đêm nhạc số 3 của My Show 1981. Thân chào quý khán thính giả, sau khi quay lại làm việc sau Tết, một nhân sự thuộc ekip My Show 1981 đã được phát hiện dương tính với COVID SARS-CoV-2, đồng thời đã tiếp xúc với các thành viên khác trong ekip trong buổi họp triển khai My Show 1981 vào đầu năm. Vì vậy, để đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người, Mỹ Tâm Entertainment rất tiếc và phải xin phép quý khán giả được rời lại ngày tổ chức đêm nhạc online số 3 của My Show 1981 từ 20:30 ngày 14 tháng 2 năm 2022 sang 20:30 ngày 24 tháng 2 năm 2022 để đảm bảo an toàn phòng và tránh dịch. Xin thành thật xin lỗi quý khán giả vì sự bất tiện này và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng My Show 1981 trong thời gian qua. Kính chúc quý khán thính giả một năm mới thuận lợi, bình an, gặp nhiều may mắn trong năm mới. Bài đăng trên fanpage của Mỹ Tâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì chưa thể gặp mặt, thần tượng cũng như thưởng thức đêm nhạc. Tuy nhiên, đa số cũng lo lắng hỏi han cho tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Người hâm mộ của cô không khỏi lo lắng cho tình trạng và kết quả xét nghiệm hiện tại của Mỹ Tâm, vì nghĩ rằng có thể cô cũng tiếp xúc với F0. Một số bình luận đáng chú ý dưới bài đăng: "Chà, chờ đợi là hạnh phúc, chị yêu giữ gìn sức khỏe, chị ơi chị giữ gìn sức khỏe nha, mong chị và cả ekip không sao, khi nào show diễn ra cũng được, chị mong mọi người thật khỏe mạnh thôi ạ, mọi người cố lên, chị và ekip giữ sức khỏe nhé ạ, bao lâu cũng được, mong bé của em giữ gìn sức khỏe, em bé của em giữ gìn sức khỏe thật tốt nha, em đợi My Show 1981. Sau hai đêm nhạc, chương trình của Mỹ Tâm nhận về nhiều phản ứng tích cực và phản hồi tốt từ khán giả. Đây là thời điểm người ca sĩ quay trở lại sau thời gian dài vắng bóng vì dịch bệnh và giãn cách. Người hâm mộ Mỹ Tâm vô cùng vui mừng vì có thể được giao lưu và thưởng thức âm nhạc của người ca sĩ.